Rồi lên con thứ hai trong ngày nha anh em ơi. Con này thì em giao về huyện Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên á anh em. À, con này huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên nha. Lên con máy thứ hai trong ngày nha. Rồi giờ lên thẳng lên xe thùng luôn ha anh em. Con này bây giờ lại hết toàn bộ. Này động cơ mới 100% nha. Đó. Con này đời khoảng tầm để coi coi. 17 à, nhưng mà lắp nguyên cái động cơ mới 100% luôn nha anh em. Về cho anh Sơn á. Ở huyện Phú Yên tỉnh Thái Nguyên ha. Ồ xích mới luôn anh em ơi. Xích mới luôn. Động cơ mới tinh 100% ha. Rồi giờ mở cái chốt hàm ra. Rồi lấy máy đây nè. Mưa tới rồi. Bữa giờ lễ mà mưa quá, anh em không có đi chơi được. Bên mới bên cũ. Ê Hậu ơi, xích nạn bên mới bên cũ hả? Hả? Bên này mới quá. Mới chát luôn. Mới còn gây gió luôn. Bên kia xích cũ. Rồi ok lên xe. Rồi cũng chuẩn là lúc nào cũng mạnh bạo chứ. Rồi mưa luôn rồi anh em ơi. Về chúc gia chủ luôn phát tài nha. Đó. Ok vừa chiến luôn. Ok cảm ơn mấy anh trai ở Phú Yên Thái Nguyên nhiều.